ngày hôm qua ông sĩ đó. Thằng sĩ mẹ biết, thằng sĩ đó nó cử cho anh ai giờ tới sau này đó. Nó nói trời ơi, nó biết. Nó biết rồi. Sĩ ngày hôm qua mới gọi điện thoại cho em đặng nhờ em đi quay đám tang của ông Vũ Đình Đào. Nó biết em là em anh à. Biết khoảng một năm nay, từ lúc mà gặp anh Tin á, anh Tin nói thằng này em cũng bủ nè. Đó. Thì hỏi anh cái thứ hai nữa, anh chắc anh của thằng Thông Khiền đó là bà con với mình sao? Bà con mình gần à. Cháu ngoại của ông bác hai hả? Đâu có mà em biết bà Lục Thị Bảy. Ồ, cánh bên bà ngoại chứ không phải là cánh bên ông ngoại, ok. Cánh bên bà ngoại. Uh-huh. Bà Bảy đó là ngay chỗ góc đối diện nhà thuốc Tây Văn Lan, em nhớ Văn Lan không? Dạ, dạ. Cái góc bên kia đường gần Đại Xuyên đó. Dạ. Và bên đó là mình có cái nhà lầu của mình đó, cái nhà lầu bự đó, nhà bà Bảy. Ờ. Bà ngoại mình bà Tám. Thì bà ngoại là Lục Thị Tám, còn anh Trắc lại là cháu ngoại của Lục Thị Bảy. Ờ. Ồ, thầy hèn chi thành thử ảnh da lớn hơn mình. Ờ, ok. Anh đang là anh Trắc đó, da lớn mình, nhưng mà ngày xưa bây giờ gốc tụi mình là già chạch. À. Nào lớn là kêu bằng anh. À. Dương Chi Lăng, bác sĩ Dương Chi Lăng ở đây nè. Ừ. Nó con người thứ hai, anh Trắc gặp nó phải kêu nó bằng anh. Ờ. Nhưng mà nó là kêu anh bằng anh, tại anh sinh ra trước nó. Tình cờ 2-3 bữa trước đó, em đi nhậu chơi, em có post mà không biết anh có coi cái vụ em mít lòng với Trần Công Hạnh. Ờ, biết. Đó thì anh Trắc ảnh mới kể lại Trần Công Hạnh sau khi ở tù ra cưới vậy đó mới mượn nhà anh Trắc ở Sài Gòn đặng làm đàn trai bưng mâm quả đi qua đàn gái. Trần Công Hạnh có ông chú là trưởng đi ngân khố Rạch Giá. Thì con vợ nó là Hoàng Thị Phúc, anh biết con đó. Về sau nó lấy con Hoàng Thị Phúc, nó đem đi Mỹ luôn, đi ăn con. Đem đi Mỹ nó đi với con Hoàng Thị Phúc. À, anh Trắc nói là vợ người Huế trẻ không hạnh đó, đẹp hát hay gì đó. Vợ nó Huế đúng rồi. Vợ nó tên là Hoàng Thị Phúc. Tổ mẹ con vợ của anh Hạnh là con Phúc. Con Phúc hồi đó nó qua đây nó đi du lịch. Anh ruột của nó là Hoàng Thuận. Là Hoàng Thị Phúc là em ruột. Qua bên đây anh chở đi chơi, đi này nọ, ra bãi biển đi chơi. 1-2 giờ sáng mới về. Ồ. Oh. Con nhỏ đó ca sĩ Nghiệp Dư. À. Tưởng ông nhôm mà người Huế, người gia đình họ Hoàng đó. Ồ, để em hỏi anh Trắc lại là vậy là lòi ra tùm lum hết trơn. Nhà nó trong thị xã Lý Gia. À. Mà thì Phúc thì nghe nói là bữa đó đàn Phúc về tao này lấy Hạnh đây giờ đưa đi luôn. À. Chồng nó tá gì đó nữa. Thiếu tá, thiếu tá. Đại tá gì đó. Thiếu tá, thiếu tá. Thiếu tá hả? Ừ. À, trong thị xã Lý Gia đó, nhà con Phúc ở trong thị xã Lý Gia gần nhà anh Trắc á. À, vậy là đúng rồi. Bởi vì anh Trắc ảnh mới nói là mượn nhà ảnh làm đàn trai đặng bưng mâm quả qua đàn gái. À, đúng rồi, đó đó. Em gặp con vợ của anh Hạnh đó. Em nói Phúc là anh trai là phải không? À, thành ra trái đất tròn hết. Em nói với con vợ Hạnh đó, nói con Phúc đó. Nó anh Bụ nhắc đó. À. Nó anh Bụ bên Úc đó. Nó biết rồi. Sao anh Quốc Trần Thượng, anh Bụ Trần Thượng, nó cực cực, anh Quốc cái lẩu lên đầu. Đụng mình tại quán ngay giữa đường giống như đường tự do vậy đó. À. Anh cái lẩu đương sau mới đem ra đụng đập nguyên cái lẩu đầu luôn. Hồi đó anh có cho anh cái áo da nhà nó mặc, nó lấy tay nó vuốt mặt, năm dấu dài luôn. Thuận nào? Thằng Thuận ở bên đây này Quế là anh Rụng Phúc. À. Nó nhờ cái áo anh cho nó rồi, mà không có cái áo anh cho nó chết mẹ nó. À. Đèn chi bởi vì anh Trắc ảnh mới nói là vợ của Trần Công Hạnh là trẻ đẹp hát hay người Quế. À. Con Phúc Hoàng Thị Phúc. Ok, rồi xong. Con nói nó, ê con rộm nó, em lại chưa. Nay tôi có ngành tôi đụng mình gặp nó. Nó gặp Thuận nó kêu bằng thằng thôi. Thuận sao năm 2. Thuận với con Hoàng Thị Phúc, Hoàng Thị Phúc biết anh rộm rộm. Rồi anh ấy, chỉ anh chở nói, anh chở con. À. Có nó đi du lịch tại ăn ruộng nó gì, ở như Úc nè. Đó, đồ con Phúc mà, đồ mà qua đây nó hơn nữa rồi. Anh lúc đó đập tăng nó không chỗ anh. À. Con nó cũng được dữ lắm, cũng thời vậy à. Oh. Em hiểu anh ơi. Hiểu, ok. Đó, anh ai bữa nào đó, Hạnh đi á, nói Hạnh à Hạnh, đụ mẹ mày có nhậu với anh ta mà. Em nói nó thẳng luôn, mày có nhậu với anh ta mà. Anh nhậu với Trần Công Hạnh lúc nào? Ở Việt Nam, hồi anh đi về Việt Nam, nhậu với thằng Hạnh với con Phúc. Ồ. Oh. Ồ. Oh. Anh bạn Thuận. Ồ. Oh. Ồ. Oh. Nhậu với Bổ mà. Ồ. Oh. Nhậu tiếng nấm cho nên chưa còn
Đồ mẹ hỏi hỏi vợ Hạnh biết anh là ai. Em mít lòng với ông Hạnh là cái vụ mà Phan Nhật Nam bị bể sao rồi bị cậu ba đuổi khỏi nhảy dù á. Bây giờ nè, em về em gặp thằng Hạnh á, mày nó nhậu với Lữ Gia với anh đau mà kêu nó mày đau luôn, đồ mẹ nè. Đám này có ra gì đâu. Bởi vì em muốn biết là cha Phan Nhật Nam khóa 18 võ bị đó. Mẹ đó, thằng đó gì cậu nó chửi đồ mà chửi tái quan chức. Mà trong khi đứa con chức đi anh lúc mà anh nằm bị đòi xung kích á. Đồ mẹ ông chức cũng đứng đầu đồ mẹ nhảy ra được. Đạn bắn như mưa chạy chức ra đồ mẹ đầu tàu đứng á. Mày nói đụng thằng này với cộng, đụng má Phan Nhật Nam với cộng. Trần Công Hạnh kể lúc mà ở tiểu đoàn 2 nhảy dù á, Trần Công Hạnh nói rằng em hai khóa. Trần Công Hạnh khóa 20 mà Phan Nhật Nam khóa 18 là sau 2 năm đó thì Trần Công Hạnh làm đại trưởng mà Phan Nhật Nam còn trung đội trưởng cho Trần Công Hạnh. Ừ. Hồi xưa còn xài cái camera Samsung nhỏ vậy đó. Em thu lại. Thì Trần Công Hạnh mới kể là Phan Nhật Nam nhát bị ông Thạch lúc đó tiểu trưởng tiểu đoàn 2 lúc đó ông Hạnh còn đại trưởng nó chửi như chửi chó vậy đó. Đụ mẹ mấy thằng võ bị á. Nói vậy đó. Em mới đưa cái clip đó là lên rồi đâu năm 2009-2010 gì đó lẫn đó. Cái Trần Công Hạnh về tiểu bang Minnesota mới gọi điện thoại biểu em gỡ cái đó xuống vì lý do mấy bạn cùng khóa 20 của Trần Công Hạnh đó, nói tại sao mà nói mấy thằng cùng khóa là ghét ổng lắm mà để cho thằng Lâm nó đưa lên YouTube đó là lý do tại sao mà em với Trần Công Hạnh mít lọc. Đủ mẹ thằng Hạnh nó nhậu với anh ở Lý Gia hồi trước khi nó đi hát cô. Trước khi nó đi hát cô thằng Hạnh đó. Trước khi nó đi hát thì anh có anh Trắng mà. Con Phúc nhà trong kia cứu xá Lý Gia. Ok, rồi. Trái đất tròn. Trái đất hết sức tròn. Đụng mẹ đừng tôi hiến thành. Rồi, lý do tại sao mà em gọi anh sớm là vậy đó. Má khỏe hả? Má thì bây giờ anh qua anh ngồi với bà già 2 tiếng ngồi. Ok. Em đặng với cho bà. Anh là... Hỏi chân Hạnh á. Nói ra đụng là anh đã nhổ với mày mà đụng mày sao đụng mà. Tiểu tá đụng mày sao tiểu tá đụng mà lâu quên vậy. Bạn vợ tiểu tá kìa. Ok. Dạ. Bye bye.